Hi, xin chào tất cả các bạn. Thì tối hôm nay gần cái chỗ mình làm á, có cùng một cái tiệm Hàn Quốc mới vừa mở. Đó, thì cái tiệm đó đây nè. Sora Korean Cuisine. Đó, thì bây giờ mình với bà Hai với lại Mia, bạn của mình sẽ đi vô đây ăn thử coi sao nha các bạn. Chà, chưa gì có rất là nhiều người Hàn Quốc mới vừa ăn xong đi ra. Thì để coi coi sao. Nè, Mia đang chạy xe tới nè. Đó, ngoại ngoại có coi Mia, ngoại thấy Mia mới chạy xe tới nè. Đó, thì về để giờ chờ Mia đậu xe thôi. À, bây giờ mình vô mình lấy ghế ngồi trước đi. Chà, thơm, quá thơm. Wow. Hai, three. Here is good. Thank you. Ngồi đây đi. Đây nè các bạn, thì đây là cái menu của nhà hàng nè. Đó. Có bánh gạo nữa nè. Có cái gì đây này, quên đây. Dumpling. Xíu mại, có xíu mại. Rồi đây là những món cơm chiên. Còn đây là bibimbap nè. Rồi đây là những món súp của nhà hàng. Còn đây là specialty nè, có gà, ăn gà cay với mì à, ăn gà cay rồi sau seafood mix. Cái này có lý à nha, cái đó bự lắm, bự lắm hả? Cái đó là nó cua của nó là nó nếu mà ăn Stir phải ăn cái fry gì không? Cái gì bạch tuộc này nè. Yes. Baby octopus. No, mua cái loại mà spices wet đó hả? Yeah. Mẹ ăn chưa, em ăn chưa? Rồi, ngon lắm. Ồ, cái này là big hot pot nè, cái này là lẩu nè. Em ăn rồi hả? Bà tô ngon hả? Thì đó các bạn, thì cũng như những cái quán Hàn Quốc khác thì người ta cũng bưng ra mấy cái dĩa này cho mình ăn tráng miệng, nhưng mà cái này là thuộc một cái quán nhỏ chứ không phải là cái quán mà để mình nướng đồ, nên người ta không có đem ra nhiều như là mấy cái quán kia. Chỉ đem bốn cái bốn bốn dĩa thôi. Kim chi, cái này là rong biển, còn cái này là cái gì quên này, dưa leo rồi dưa cải, cải trắng. Đó, vậy thôi, cho vui thôi. Nào. Hả, ăn cho miếng cơm đi. Đây nè các bạn, thì mực đã ra rồi nè. Mực mực sốt với lại ớt cay. Đó, đã đời chưa? Dạ có. Đắp, đẩy đắp lại lại đi. Đó, giờ ăn thử miếng này coi nha. Ủa? Gấp lộn miếng hành mà tưởng miếng mực. Ủa? Giờ gấp lại nè. Cay không bà Hai? Không cay con. Cay. Ổn không? Wow, mà một dĩa mực nhiều thiệt. Nghe nói là người Hàn Quốc rất là thích ăn những cái đồ có màu đỏ. Wow. Cơm bánh bánh gạo bà ơi. Tiếp theo là bánh gạo ra tới nè các bạn. Thấy không? Bánh Có gạo mì. có mì, có mì, có chả cá. Bánh gạo có chả cá với có trứng. À, có trứng nè, gấp cái trứng lên chị coi nè. Và cái trứng đó. Rồi. Quá luôn. Nhiều quá. Ừ. Quá nhiều luôn á. Quá nhiều rồi. Con thích ăn cái này, mấy cái củ này nó xào chung, mình ăn chung với cơm à. Ừ. Bà Hai ăn với cơm đi, đâu sao đâu. Mắt thì ra nhiều quá, phải chia ra hết. Bà có phần hết nổi không? Vâng. Nó có mấy cái gì ngon. Quá ngon. Mẹ à, gấp được không? Được, được. Thấy ngang vậy đi.
Ừ vậy nha. Đó của bà hai do nè. Vậy kìa. Rất là nóng nha bà hai. Đó. Thì bây giờ cái tô của bà hai cũng ra luôn nè. Cái này là cơm trộn bibimbap nè. Quá ngon luôn. Thấy ngoài mà trộn lên đi bà hai. Wow, cái này nóng dữ sợ. Nóng lắm, cái tô đó bằng tô đá mà. Bà hai nó có giống như tương ớt cho bà hai tịch cái đó vô. À, bà hai đang trộn cơm lên nè. Bà hai đang trộn cơm lên đó. Đây là quá hấp dẫn. Wow. Oh my god. Yeah, oh my goodness, look at this. Nhìn cánh dĩa, nhìn dĩa cánh gà cay nè các bạn. Quá luôn. Đó. Bây giờ mới thực tế nói là ăn ngập đồ ăn ngập mặt rồi đó. Đồ ăn ngập mặt rồi đó. Nhưng mà cũng phải thưởng thức thêm cái mực này đã. Quá ngon. À. Đồ ăn rẻ mày à. Rất là rẻ. Quá rẻ. Chắc nó mới mở ra lấy khách ra còn. Không mà hai. Bán một phần sao là phải bán từ đầu tới cuối chứ sao. Nhiều khi nó lát mới lên chút xíu. How's everything? Very, very good. Do you want some miso soup? How's miso soup? Yeah, miso soup. Yeah, miso soup. Thank you. Cho mình cái súp miso á. Hả? Cái nước súp miso. Đây, bánh gạo nha. Mày ăn lại, nay ăn mì trước đi để nó nở mì. Chẻ cái trứng ra hai. Dạ. Đây. Một miếng mì, miếng bánh gạo, rồi miếng chả cá. Mà bữa ăn này là bữa ăn cay rồi nha. Cay. Cay. Ngon. Quá ngon. Good idea. Ngon. Rủ chị Ly qua đây ăn. Ly Kevin đi qua rồi. Ủa ăn rồi hả? Bữa em nói. Ủa vậy hả? Chú dẫn từ nhỏ lên à. Chú có khen không? Chú không có hỏi rồi Hàn Quốc nhưng mà tụi nhỏ nói ok. Vậy hả? Đồ Hàn Quốc ăn ngon hơn đồ Đài Loan. Thank you my friend. Nó mực nó hết trơn rồi. Mực trốn đâu rồi? Lặn rồi. Bà hai bé à, múc thử muỗng cơm trộn ăn đi kìa. Con ăn cơm trộn mà con không hảo. Thử miếng cơm trộn đi con. Cho nó thử muỗng đi. Cài. Bà hai múc cho con.
người ta có đem ra một chén miso soup rồi các bạn. Trong đây có tàu hũ, có vài lá rong biển. Wow. Cái này giống như cái dĩa nữa. Cay hút mũi luôn phải không? Nè, gấp mì ăn đi. Cay, ba món nào cũng cay hết. Mấy quán này phải người biết ăn cay mới vô được ạ. Cay bà, hai ăn thử miếng bánh gạo đi. Chơi nhà Hàn Quốc luôn hả? Chả cá. Ồ đúng rồi hả? Không biết các bạn biết không? Mia là một fan hâm mộ của Hàn Quốc. Mia là một fan rất là cứng của fan Hàn Quốc. Nhóm gì Mia? TBS hả? BTS. BTS nữa chứ. Tao không phải fan Hàn Quốc, tao không biết. Ăn đồ Hàn Quốc ngon hơn đồ Đài Loan. Nó đỡ ít dầu hơn ha bà ha. Cảm giác nó healthy. Đồ Đài Loan nó ăn cũng ok nhưng mà nó không bằng đồ Hàn Quốc. Ăn đồ Hàn Quốc không sợ nữa. Dầu nhiều bà ha. Ông mà rồi. Đồ tàu á, đa số dầu. Cay. Cay không? Cay. Thôi nè. Rất là rẻ, không, rất là rẻ. Cái dĩa này hồi nãy là 15 đồng. Cái dĩa bánh gạo á là 15 đồng. Cái dĩa thịt gà này đó là 16, 17 đồng gì phải không? Là 17 đồng. Là cũng như là 300 ngàn dĩa này, 400 ngàn cái dĩa gà. Với lại cho 400 ngàn cái dĩa mực là 400, với 300 là 800 triệu mốt. Của bà hai là 12 đồng. 12 đồng 250. Thì cái bữa ăn này gần 1 triệu rưỡi tiền Việt Nam các bạn. Mời 1 triệu rưỡi Việt Nam nhưng mà ăn á phủ phê luôn nha. Con nghĩ là gì? 50 mấy euro. 50 dạ. 50 đồng mà 3 người ăn một bàn. Đây. Giờ ăn chân gà, cánh gà nha các bạn. Ngon đấy. Ngon. Cánh gà Hàn Quốc nó chiên ngon. Ngon nha, mực nó ngon. Mà cay quá. Quá cay. My mouth is on fire. Oh my god. Không sao đâu bà hai, cái này mình tung vô. Em vậy bán được không? Quên lắm. Chồng mình là tối nay đi học. Chay á, mấy bạn biết Chay đâu không? Chay á, có một cái chị trong tiệm rất là thương Chay. Nên đi làm ra. Ngọc mình với Lê Nam Mia có một cái ý là đi ăn với bà hai nữa, mà bây giờ có bồng Chay theo là sẽ không ổn. Nên đã nhờ chị đó bồng Chay tới tiệm, rồi nhờ chị đó giữ Chay giùm cho một hai tiếng đồng hồ để đi ăn. Chị đó là sẵn sàng giữ Chay. Chị đó là
rất là vui khi được giữ chay luôn. Chị đó rất là thương chay. Quá thương. Tuột nè, nhà mực nè. Ăn thêm mực đi mẹ. Chăm sao mi ta. Chăm sao mi ta. Cái này family business. Vợ chồng con gái. Quá. Wow. Bây giờ cái trứng này sao chẻ đâu ra được ta? Đi ăn thêm mì nữa đi em ăn lại cái mì cay quá biết không? Mì cay quá chứ không gì á. Chứ không có nó nở quá. Mì hút vô cái tao nó cay muốn xé lưỡi luôn. Đó còn nhiêu ra ăn đi. Trời. Vậy tao gắng ăn nè. Cay. Quá cay xé lưỡi luôn. Sao ăn bánh gạo thì không cay mà mì cay. Cái trứng. Ở trong cái nước sốt á, mì được anh làm ở trong nước sốt đặc á nên rất nên cay với lại nóng nữa. Không biết cái này là cái gì mà giòn giòn quá. Đâu xe thành kiểu. Ồ đúng rồi. Cắt dày nó sao. Ok, see you chú. Cay quá chịu không nổi. Rất là ngon nhưng mà cay quá. Giữa đồ Hàn với đồ Thái đồ nào cay? Ồ. Thái cay hơn. Nó có vị chua. Biết sao? Thái á toàn là xài ớt tươi không à. Hàng xài ớt bột. Thái toàn xài ớt tươi. Nhưng mà Thái cay hơn á. Hàng không cay bằng đâu. Chào ngoại. Quên. Nó ăn tới gần hết đồ ăn rồi mới chào. Xin lỗi ngoại. Bữa nói là bà ngoại Mia Việt Nam á. Cái video clip nào mà có Mia á, bà ngoại mở lên mời ngoại coi. Ngoại dễ thương lắm. Sáng nay mới nói chuyện điện thoại với ngoại đó. Bà nói chuyện với Mia cái con vô chào bà đó. Bà hỏi con chay khỏe không. bà có coi con chay nữa mà. Ủa vậy là ngoại có coi thêm cái video clip có chay nữa chứ đâu phải là chỉ có Mia thôi mà ngoại mới coi thôi. Tao nói là nguyên đại gia đình ta còn coi nguyên cái video clip. Ngoại năm nay được nhiêu tuổi không? Dạ con nghĩ là 70 mấy á. Mấy cũng giáp luôn. Bằng bà hai á. Bằng bà hai. Bà hai tuổi con gì bà hai? Bà hai tuổi con heo. Con heo. Ngoại con tuổi con thủy. Rồi sao tính sao bà hai? Không biết. Tý sửu dần mẹo thìn. Không biết con cũng cạn. Tỵ ngọ mùi thân dậu tức khởi. Ủa vậy là trẻ hơn bà hai hả? Thân không, nếu mà vậy là lớn hơn bà hai. Lớn hơn bà hai 4 tuổi hoặc là 8 tuổi. Ừ. Đạt thân này thì nè, thân dậu tức khởi rồi bà hai tức khởi luôn. Rồi phải vòng lại đằng kia, 8 con giáp nữa, 8 con nữa. Ừ. Nhiều khi thân dậu tức khởi, một á là nhỏ hơn bà hai 4 tuổi, hai là lớn hơn bà hai 8 tuổi. Nhưng mà bà hai năm nay nhiêu? Bà hai năm nay 72. Ờ 72 47 đó. Rồi bà 80 á. Dữ vậy. Ừ. Trời ơi ngoại, bây giờ ngoại coi xong cái video clip này, ngoại gọi cho nó. Ngoại nói nó là bà ngoại bao nhiêu tuổi. Ngoại. Con cháu này rất là có hiếu. Nó không biết ngoại nó bao nhiêu tuổi luôn. Nó tao không biết tên, tao không biết năm sinh nhưng mà tao nhớ tên tuổi. Trời con. Ơi trời. Giá. Mày già đạp tao quá. Nhớ nha ngoại. Coi xong video clip này kêu cậu Út gọi nó liền.
Không, không. Nếu mà nhỏ hơn không đây sao mấy tuổi rồi hả bà hả? Chứ nó tự mẹ con là đã 55 tuổi rồi bà. Đúng rồi, không. Mẹ nó bằng mẹ tuổi mẹ con, ba nó bằng tuổi ba con. Ni ni bằng tuổi anh ba của con. Hay không? Gà. Không biết không? Cũng còn thấy tà tà nà nà tuổi con chuột đứng đầu nhưng mà cũng nhỏ hơn bà mấy tháng. Ê, cái cánh gà này ăn có vị chua chua, không biết nó bỏ cái sốt gì vô nè. Mày ăn ăn mày đi nè, đi ăn chút nó không có còn có đủ giòn. Một cái cánh gà của nó bự quá. Lát mình đem về nhà ngày mai mình dạ tôi vô được cái đó, tôi vô cơm, tôi vô nào bà hai. Mỹ mà bà hai. Đem về hết. Không bỏ gì hết. Mai đi làm. Ừ. Đúng rồi. Mai tao mày gọi đem cơm. Ê ê. Chút đem này nè, bỏ vô tủ lạnh ra trong tiệm á. Cái này không cay. Gà không có cay. Ừ, gà không có cay đúng rồi. Nguyên à. Chỉ có muỗng gà ăn được thôi. Không, gà thật ra đối với nó là hơi cay. Không. Thì Quỳnh. Tại vì mình đã thử những cái món cực kỳ cay này rồi. Bởi vì mình thử cái này mình không xin nha. Thì Quỳnh vô đây chỉ ăn được bò thôi. Xương bò. Ừ. Bà hai gà, bà hai Quỳnh qua đây nè. Ừ. Sao đó bà? Chà, bà hai quốc hết tôi sắp ra ta. Cái tiệm này nè, you know what they need to have? Special lunch. You think they will do that? Yeah. I need to ask the they have the like owner. A special lunch, the combination, like a little cow bee and the rice and the soup. Yeah. Oh, really? Yeah. So it's like the one next to us? Yeah. Đúng rồi, nó phải làm. Nhưng mà thông thường cho cái buổi trưa thì ừ, lúc nào giá nó cũng phải rẻ. Rẻ hơn, đúng, chính xác. Thí dụ như ở bên Tây không, bà con biết có vậy không, nhưng mà buổi ăn tối là bữa mắc nhất. Ở bên Tây lúc nào cũng nhà trường, từ khi nào có ăn buffet. Vậy hả? Tối, nếu mà buổi kem thì nó mắc hơn buổi đêm luôn rồi. Mà còn ăn trưa á. Trưa thì nó rẻ. Ví dụ như cái dĩa nè. No bà, ví dụ như cái dĩa 15 đồng phải không? Ăn trưa cái dĩa này còn 10 đồng. 9 đồng, 10 đồng cái dĩa này. Nhưng mà thông thường mấy cái buổi trưa nó sẽ không có những cái món đúng gì đâu. Nó cho giống như miếng phần cơm rồi mấy miếng bò hoặc là hai cái cánh gà rồi dĩa súp. Đó, cái đó gọi là cái phần lên. Phần trưa á. Dạ. Không ăn cũng no lắm á nha, nói vậy vậy chứ ăn no đó. Chứ không phải giỡn đâu. Dạ ăn được hay không? Ơi, cái rice cake này gấp rồi. Trời ơi. Ừ. Cắm vô con không? Cắm không dính luôn, nó dẻo quá. Cắm vô không dính luôn. Cơm ngon thiệt.
hai lần đầu tiên ăn cơm trộn phải không? Bà hai có thích ở gì, có ăn nhiều đồ Hàn Quốc. Cơm trộn nó gọi là bibimbap. Ở chỗ bà có tiệm dược nhưng mà nó không có làm đầy đủ. Bánh gà này anh tầm mùi thì cái chứ. Hồi nãy là được mấy, này được mấy cánh gà ta, nãy giờ con ăn 2 cánh là 3 4 5 6 7 8 9 10 cánh. Dạ 10 cánh nhiều á. 10 cánh nè. Đó. Thì mình nghĩ là cái video clip mà nãy giờ quay ăn cánh gà với lại ăn mực với lại bánh gạo, video clip mình xin kết thúc tại đây nha các bạn, để mọi người ăn cho thoải mái một chút. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip này và hy vọng là cũng là một câu cũ, hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho cái kênh YouTube của vợ chồng tụi mình. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video clip tiếp theo. Chào ngoại đi nha. Chào ngoại, chào mọi người. Chào tạm biệt.